Thông tin phân tích theo dõi diễn biến mưa trong 24 giờ qua. Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa có nơi trên 100mm. Thủ đô Hà Nội có mưa theo chiều hướng dai dẳng. Chi tiết thời tiết Hà Nội ngày 6 tháng 8, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ C. Mưa dông kéo dài nhiều ngày, tạo áp lực lớn cho hệ thống thoát nước đô thị. Người dân tại các khu vực trũng thấp cần chủ động giữ vệ sinh công cộng, tránh hiện tượng rác thải gây bít cống, ngập úng cục bộ. Cũng theo các chuyên gia khí tượng dự báo, từ đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 8, ở một số khu vực vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm.